Trước mắt các bạn là một cái giếng đã cạn nước nhiều ngày, phía dưới chỉ còn có đất và đá. Nam chính của chúng ta ngày hôm nay là một anh chàng rất điển trai, sở hữu thân hình 6 mũi cơ bắp phải nói là cuồn cuộn, hi hi. Và đây là một con cá lóc khổng lồ được nam chính vớt từ dưới giếng cạn lên, có vẻ như sau nhiều ngày nướng giếng cạn thì nó đã không được khỏe cho lắm. Hôm nay nam chính của chúng ta sẽ tụng kinh siêu thoát cho nó. Cốc, 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 cốc. Thế là em cá của chúng ta đã đi Tây Thiên, và tất nhiên là trước khi đến được Tây Thiên thì em nó phải đi qua Hỏa Diệm Sơn. Bên nam chính của chúng ta đã tạo ra một ngọn lửa siêu nóng. Nhìn con cá này, da thịt của nó rất là dày, có vẻ rất ngon, nhưng ngon hơn khi được nướng chín nhé. Hi hi hi. Một kiểu cách nướng cá bá đạo của nam chính sẽ làm món cá của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Và cá nướng thì tất nhiên là không thể thiếu một chén muối ớt rồi. Nhưng tôi thất chén này có vẻ cay đấy. Thời tiết nóng quá, nam chính cởi chiếc áo để cho thoáng mát. Thêm một quả thăng long mát lạnh. Một nhánh lá sung để ăn kèm với cá nướng. Chúng ta cùng quay trở lại với em cá nào. Sau một tiếng đồng hồ thực, em cá của chúng ta đã thơm chín. Nam chính của chúng ta bắt đầu đem em cá vô nhà để chuẩn bị cho một bữa tối. Ôi, ôi trời, nhìn thôi thì đã thấy thèm ăn một miếng rồi. Các bạn có thấy ngon không nè? Nam chính xé một miếng thịt, quấn thêm lá sung và lá tia tô tiếp theo thì không cần nói các bạn cũng biết rồi đấy. Nói đến đây thôi, tôi cũng thấy mệt rồi. Để nam chính cứ từ từ thưởng thức thôi. Hi hi, các bạn cùng xem nam chính của chúng ta ăn nhé. Sau khi ăn uống no say thì nam chính của chúng ta đã lăn quay ra ngủ một giấc tươi sáng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc các bạn đầu tháng 4 an lành ấm áp nhé.